Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Thú vị, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ một chút chi tiết hơn để trả lời quý cô chú anh chị những cái câu hỏi liên quan đến cái tấm chắc 600 dành riêng cho tiểu bang California theo cái chương trình mà người ta gọi là cái Golden Stimulus Check. Thì hiện giờ đối với cái tấm chắc 600 này sẽ có những người họ đủ điều kiện để lãnh tấm chắc 600 cộng thêm cái tấm chắc 600 nữa thì họ sẽ được lãnh 1.200. Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể sau đây. Hiện giờ cái câu hỏi được đặt ra là nếu như mà lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì có đủ điều kiện để lãnh tấm chắc 600 này không? Đang lãnh SSI thì có đủ điều kiện để lãnh hay không? Và cái income 30.000 là cho một người hay là cho hai vợ chồng, hay là cái income bao nhiêu cho cả gia đình thì có thể được cái tấm chắc 600 này? Thì bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin để chúng ta có thể cùng nhau trả lời những cái câu hỏi này nha quý vị. Cái chương trình này là cái chương trình hoàn toàn mới đối với Ngọc, cho nên Ngọc sẽ đi tìm và Ngọc đã đi tìm những cái thông tin rồi. Ngọc sẽ tiếp tục tìm kiếm cho quý vị và chúng ta cùng nhau trả lời những cái câu hỏi này. Theo cái chương trình này á thì họ chưa có ký. Tuần này thì thống đốc Cali cũng như là các nhà lập pháp của Cali họ nói rằng trong vòng tuần sau họ sẽ thông qua và ký cái gọi là cái chương trình hỗ trợ dành riêng cho tiểu bang California. Thì cái tấm chắc này họ gọi là cái Golden State Stimulus. Thì bây giờ họ dự kiến sẽ có là 4 triệu người dân ở Cali sẽ được hưởng lợi từ cái tấm chắc 600 này. Thì bây giờ sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp số đông á, là mọi người sẽ đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 600 nếu như mà họ đủ điều kiện để lãnh Core EITC, tức là California Earned Income Tax Credit, một cái chương trình tín dụng thuế. Thì Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể cho quý vị biết nha. Còn nếu như mà những người không có số social mà họ đủ điều kiện để lãnh cái chương trình này thì họ sẽ được 600 cộng với 600 nữa. Thì Cali cho rằng là những người này không có được lãnh cái tấm chắc đợt 2. Cho nên là bên Cali họ nói rằng là nó không có fair. Cho nên là bây giờ họ ráng cố gắng để cho những cái người này một cái tấm chắc 600 này coi như là bù trừ cho cái tấm chắc đợt 2 đó quý vị. Thì họ sẽ được là 1.200 tổng cộng. Thì bây giờ tóm đi tóm lại thì những ai đủ điều kiện để lãnh Core EITC thì mới lãnh được cái Golden State Stimulus Check. Thì bây giờ những ai mà lãnh SSI thì có đủ điều kiện hay không? Thì đủ điều kiện nha quý vị. Recipients of SSI và SSP thì được, và những ai mà lãnh theo cái chương trình CAPI thì cũng được nè, là dành cho những người nhập cư đối với vậy. Rồi những ai mà có tham gia gọi là có đăng ký cho cái chương trình Core Works Public Assistance Program thì họ cũng đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 600 này luôn. Như vậy là hy vọng Ngọc trả lời những cái câu hỏi này cho cô chú rồi. Thì bây giờ cái income như thế nào? Đây là một cái câu hỏi gần như là rất là nhiều hỏi Ngọc. Thì cái chương trình này thật sự nó rất là mới đối với Ngọc, cho nên là Ngọc không có dám trả lời khi mà Ngọc chưa có cái đầy đủ cái thông tin. Thì bây giờ Ngọc đã tìm hiểu những cái thông tin cụ thể rồi thì Ngọc chia sẻ cho quý vị như thế này. Quý vị ơi, quý vị hãy biết về cái chương trình EITC liên bang và Core EITC để quý vị có thể có được cái quyền lợi của mình, tức là mình có biết được cái quyền lợi để mà mình lãnh những cái chương trình tín dụng thuế từ chính phủ. Thì các bạn biết là những cái chương trình mà tín dụng thuế, người ta gọi là Earned Income Tax Credit, là dành cho những cái người thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp. Thì bây giờ người ta cho phép mình xin lại của những cái năm trước. Nếu như mà năm 2018-19 quý vị không có biết thì quý vị có thể xin lại những cái năm này nha quý vị. Cho nên là quý vị hãy tìm hiểu thêm về cái chương trình này để khi khai thuế quý vị hãy yêu cầu bên dịch vụ thuế họ xin lại những cái chương trình này cho mình. Thì bây giờ tóm lại á là cái số tiền 30.000 là dù quý vị có bây giờ ở đây á, là người ta nói là maximum income, thì ở đây 30.000, Ngọc kỹ là 30.000 cho một cái hồ sơ khai thuế như vậy nha quý vị. Một cái hồ sơ khai thuế như vậy, nếu như mà cái AGI của mình là từ dưới 30.000 thì quý vị đủ điều kiện để lãnh theo cái chương trình
Earned Income Tax Credit. Tuy nhiên, nếu như quý vị có con thì quý vị sẽ lãnh nhiều hơn một chút xíu. Ví dụ như cái hồ sơ thuế của mình, cái AGI của mình là 30.000. Quý vị ha, thì nếu như không có con thì mình sẽ lãnh được là tối đa là 243 đồng từ cái chương trình của Cali và 538 từ cái chương trình của Liên bang. Quý vị tương tự như vậy, có một con và cái AGI của mình là 30.000 thì cái chương trình tín dụng thuế của Cali là cái con số là 1.626 và của Liên bang là 3.584. Và tương tự như vậy, nếu như quý vị có từ 3 con trở lên thì quý vị sẽ lãnh là 3.027 cho chương trình của California EITC và của Liên bang thì quý vị lãnh được là 6.660. Như vậy là nếu như quý vị biết ai mà có cái thu nhập ở cái mức này thì quý vị hãy truyền miệng hoặc là quý vị chia sẻ những cái video này để họ có được những cái thông tin để họ biết về cái quyền lợi của mình. Ngọc sẽ cố gắng Ngọc tìm hiểu thêm những cái thông tin này. Nếu như cô chú anh chị nào mà có câu hỏi thì hãy để bên dưới. Dù là Ngọc không trả lời, nếu như mà Ngọc không biết thì có thể là Ngọc sẽ không trả lời. Nhưng mà Ngọc đọc được những thông tin thì Ngọc sẽ đi tìm những cái thông tin để Ngọc làm video, Ngọc trả lời cho quý cô chú anh chị. Hãy cho Ngọc xin một cái like và một cái đăng ký nha quý vị. Thì hiện giờ ở đây người ta giải thích cụ thể là như thế này. Cái chương trình Core EITC này á, là cái chương trình tín dụng thuế dành cho người lao động có thu nhập thấp và họ đã có cái chương trình này kể từ năm 2015 rồi, để họ có thể là giảm nghèo, cải thiện đời sống, sức khỏe cho bà mẹ, cho trẻ em, những cái gia đình có thu nhập thấp và họ cải thiện đời sống trong hiện tại và hy vọng là cải thiện được đời sống của họ trong tương lai. Và bắt đầu từ năm 2020 thì Cali cho phép những cái người mà nhập cư bất hợp pháp, những người không có số social nhưng mà họ có cái ITIN để họ đóng thuế khi mà họ đi làm. Thì họ muốn cho những cái người này để đảm bảo rằng những cái người mà undocumented và mixed status families họ được sự hỗ trợ từ chính phủ. Thì nhiều người á, họ có chồng vợ là có quốc tịch, có social hoãn hoi nhưng mà cái người vợ hoặc là cái người chồng kia là họ không có cái giấy tờ hợp lệ, cho nên là họ muốn đảm bảo được cái quyền lợi thì Cali là cho nhưng mà liên bang thì không cho nha quý vị. Liên bang là có số social thì mới được hưởng quyền lợi từ cái chương trình EITC. Thì bây giờ Ngọc chia sẻ thêm một chút xíu như thế này. Nếu như mà mình không biết về cái chương trình này khi mà mình khai thuế thì quý vị hãy hỏi dịch vụ thuế hoặc là quý vị vào cái đường link này để quý vị coi mình có đủ điều kiện hay không. Khi mà mình đủ điều kiện về cái core EITC thì quý vị sẽ đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 600. Còn nếu như mà quý vị muốn tham khảo nhiều hơn nữa thì quý vị có thể là vào cái đường link này. Ngọc sẽ để hai cái đường link này cho quý vị. Bây giờ Ngọc sẽ vào hai cái đường link này để chúng ta cùng nhau điền cái thông tin để mình biết là mình lãnh được bao nhiêu từ cái chương trình core EITC. Và thêm vào đó, nếu như mà mình đủ điều kiện thì mình sẽ được lãnh thêm cái tấm chắc 600 nha quý vị nha. Quý vị ơi, bây giờ quý vị vào cái trang này thì quý vị sẽ có hai lựa chọn là tiếng Việt, tiếng Anh nha quý vị nha. Thì ở đây nếu như quý vị chọn tiếng Việt thì nó sẽ ra cái trang này, chọn tiếng Anh thì ra cái trang này. Thì bây giờ người ta hỏi là bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ những cái công việc trong năm 2020? Thì ví dụ bạn kiếm được 10.000 thì bạn để đây là 10.000 nha quý vị. Thì ở đây các bạn khai thuế theo single, theo vợ chồng khai thuế chung, vợ chồng mà khai thuế riêng thì sẽ không đủ điều kiện nha quý vị. Bấm vào đây nó sẽ không có đủ điều kiện đâu. Quý vị phải khai, nếu như mà vợ chồng kết hôn thì phải khai thuế chung. Hoặc là nếu như mà không có vợ chồng đã mất, người vợ hoặc người chồng đã mất rồi thì quý vị có thể là khai dưới dạng là widow hoặc là quý vị khai dưới dạng là head of household nếu như quý vị, mình là single mom, single dad nha quý vị ha. Thì bây giờ Ngọc sẽ chọn là vợ chồng khai thuế chung. Thì ở đây á, là mình trả lời là mình có bao nhiêu người con trong gia đình. Ví dụ như là một cặp vợ chồng hai đứa con đi. Thì bây giờ ở đây là
How much other income did you make in 2020? Thì ở đây á, earned income thì có thể là quý vị sẽ cộng những cái income khác, ví dụ như là cậu Ngọc cộng thêm 5.000 nữa đi chẳng hạn. Thì ở đây người ta hỏi là bạn có social không? À, thì có số social thì mình để. Còn nếu như mình không có social thì mình để là mình có cái itin. Năm 2020 bạn có sống ở US từ 6 tháng trở lên hay không? À, và nếu như bạn sống ở Cali thì bạn có sống trên 6 tháng hay không? Nếu như quý vị sống ở Cali mà dưới 6 tháng á, mới chuyển qua Cali thôi thì Ngọc nghĩ là quý vị sẽ không đủ điều kiện. Thì quý vị thử làm đi, người ta có cho hay không nha. Nếu như quý vị không có chắc vào cái này thì người ta có cho hay không là quý vị sẽ biết là mình đủ điều kiện hay không. Bạn có ít nhất là 18 tuổi hay không? Nếu như quý vị ít hơn 18 tuổi thì những em này sẽ không đủ điều kiện để có thể là xin cái chương trình là California EITC. Rồi, bạn có là người phụ thuộc trong hồ sơ thuế của người khác hay không? Nếu như mà có thì quý vị cũng không có được luôn. Rồi, bạn có những cái khoản đầu tư gì mà bạn kiếm lời là nhiều hơn 3.882 đồng trong năm 2020 hay không? À, rồi bạn có một trẻ em trong gia đình mà trẻ hơn ít, tức là dưới 6 tuổi tại cái thời điểm của năm 2020, thì tại cái thời điểm mà quý vị khai thuế thì quý vị phải trả lời cái câu hỏi này để xem thử quý vị có được cho theo cái chương trình là YCTC không nha quý vị nha. Thì tùy theo cái câu hỏi và câu trả lời của quý vị là như thế nào thì người ta sẽ cho mình biết là mình có đủ điều kiện hay không. There's a problem. Okay. À, ở đây không có để dấu phẩy chắc. There's a problem. No comma. Không có để dấu phẩy nha quý vị. À, cái số tiền là không để dấu phẩy nha. Rồi, đây là cái số tiền mà mình có thể nhận được là Cali EITC, quý vị nhận được đó, theo cái thông tin mà Ngọc để vào thì nhận được đây, và Young Child Tax Credit quý vị nhận đây, và chương trình Federal EITC quý vị nhận được. Đó, thì quý vị thấy là mình nhận được rất là nhiều tiền đúng không quý vị? Cho nên là quý vị hãy biết về những cái chương trình này và hy vọng quý vị sẽ được sự trợ cấp của chính phủ, và hy vọng chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này và trở lại với cái cuộc sống bình thường nha quý vị. À, Ngọc quên trả lời cái câu hỏi này cho quý vị. Cái câu hỏi liên quan đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp có tính vào cái income hay không? Thì ở đây á, là call EITC for me. Ở trang Twitter của họ thì họ nói rằng là nếu như mà quý vị vừa đi làm vừa hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị phải cộng cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Nếu như mà cộng hai số mà nó cao hơn 30.000 thì quý vị sẽ không đủ điều kiện. Cho nên là người ta tính theo cái AGI chứ không phải là tính theo cái earned income nha quý vị. Mặc dù là người ta nói là cái tiền trợ cấp thất nghiệp không phải là cái earned income, nhưng mà theo như cái dòng Twitter này thì người ta nói rằng quý vị phải cộng cái tiền trợ cấp thất nghiệp vô. Ví dụ như năm nay quý vị làm đâu đó là lãnh được có 5.000 nhưng mà cái tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị lại là 30.000 chẳng hạn. Ha quý vị ha, Ngọc tính ví dụ thôi, Ngọc không biết là quý vị nhận bao nhiêu. Thì quý vị sẽ thấy rằng là quý vị cao hơn cái mức là 30.000, cái mức giới hạn, thì quý vị sẽ không đủ điều kiện. Nhưng mà ở đây á, là cái thông tin ở trên trang Twitter thôi. Quý vị hãy hỏi bên dịch vụ thuế cho nó rõ ràng, hỏi những cái người CPA, hỏi những cái người mà có license, họ sẽ biết luật rõ hơn. Còn ở đây Ngọc chỉ chia sẻ những cái thông tin mà Ngọc thu thập được từ những cái social media quý vị nha. Thì hy vọng là quý vị